Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Diệu Trần. Và hôm nay mình sẽ review cái quán cà phê Melin Garden ha, ở Đà Lạt. Và như các bạn đang thấy á, đây là một cái vườn cà phê các bạn. Đó thì cái quán cà phê được xây dựng ở giữa cái vườn cà phê như thế này các bạn. Đó thì quán cà phê này được xây dựng theo một cái phong cách đó là không gian mở ha, tức là nó sẽ khác biệt với những cái quán cà phê như hiện tại như ở những cái thành phố, đó là những cái cà phê mà như là một cái căn phòng ha, người ta sẽ có máy lạnh hay này kia. Còn riêng ở cái quán cà phê ở Đà Lạt này á thì các bạn có thể nhìn ngắm cảnh xung quanh ha. Và ở đây thì các bạn có thể order thức ăn nè, rồi trà, rồi nước uống. Và đặc biệt nhất đó là cà phê chồn các bạn. Đó là một cái đặc sản ở Đà Lạt ha. Và cụ thể nó cũng là một cái món đặc sản ở cái quán cà phê Melin này các bạn. Thì nhìn chung thì các bạn cũng thấy được cái giá nó cũng khá là cao ha. Cái giá nước á. Và bên cạnh đó thì người ta cũng sẽ trưng bày để người ta bán những cái đặc sản của Đà Lạt như là trà rồi cà phê luôn ha. Đó, đây là cái không gian để người ta trưng bày ha. Và các bạn đi ra phía trước là các bạn sẽ thấy được cái khung cảnh mà mình muốn giới thiệu bây giờ ha. Sở dĩ cái quán cà phê này rất là đặc biệt, tại vì sao các bạn? Tại vì cái quán cà phê nó nằm ở dưới một cái thung lũng ha. Thì các bạn có thể biết là ở thung lũng là một cái vị trí thấp, rồi xung quanh là những cái vị trí cao. Thì tức là khi mà mình ngồi ở quán cà phê này, các bạn có thể nhìn thấy được những cái đồi núi xung quanh ha. Đồi núi bao phủ xung quanh á. Thì các bạn có cảm giác được là mình đang ngồi giữa lòng của thiên nhiên á, đó thì một cảm giác rất là thoải mái ha, trong lành đó. Và dĩ nhiên là tụi mình cũng phải tranh thủ để mà chụp lại những cái bức ảnh làm kỷ niệm khi mà mình tới nơi này ha. Đó thì cái điều đặc biệt ở đây là nó sẽ hội tụ đủ là nước, cây cối, rồi núi đồi đó. Thì phía trước mặt các bạn á, các bạn có thấy một cái hồ nước đúng không? Đây là cái hồ đập Cam Ly ha. Thì bên dưới cái quán này đó là một cái vườn cà phê luôn đó. Thì các bạn có thể là order nước xong, sau đó là các bạn sẽ tìm một cái vị trí thích hợp mà mình cảm thấy thoải mái và có thể nhìn ngắm cảnh ở xung quanh á. Thì các bạn có thể chọn bất cứ cái vị trí nào ha. Đó thì ngoài ra người ta sẽ có nuôi những cái chú chó rất là dễ thương như thế này ha. Và khi mà các bạn chụp hình ở đây á, một cái cảm giác rất là thích các bạn, tại vì như là mình nói đó, đó là một cái cảm giác là hòa mình vào thiên nhiên đó. Và ở đây là các bạn có thể nhìn ngắm là 360 độ luôn đó. Tức là người ta chỉ xây một cái khung như thế này ha. Người ta sẽ không xây những cái rào chắn, những cái vách tường xung quanh ha các bạn. Và rất là thích nữa đó là cái nền của cái quán này người ta sẽ lát bằng cái gỗ ha các bạn. Cái gỗ. Đó thì nó cũng giống như một cái nhà sàn các bạn, tức là ở dưới người ta sẽ không có xây, ở dưới nó chỉ là những cái khung, rồi người ta sẽ lót cái ván ở trên thôi, tức là ở dưới là người ta có thể là nuôi chồn ở dưới bên dưới các bạn, rồi người ta y như là sẽ làm y như là cái du khách có thể xuống dưới tham quan là cách người ta làm cà phê chồn như thế nào luôn á ha. Thì các bạn đã thấy là người ta cũng bố trí rất là nhiều bàn ghế ở đây ha, bên trong. Rồi cái những cái bàn dài dọc theo cái lối đi đó. Rồi mình sẽ đi qua phía bên này để cho các bạn tiện theo dõi hơn ha. Bởi vì ở đây rất là không khí rất là trong lành các bạn. Đà Lạt mà, cho nên là buổi sáng cũng như là buổi chiều thì đó là một cái thời gian là không khí rất là mát mẻ,
và nó cũng là một cái thời gian mà các bạn nên đi uống cà phê để mình tận hưởng cái không khí cũng như là những cái quang cảnh xung quanh như thế này ha. Và các bạn có thể là đi theo từng nhóm bạn, rồi mình có thể là cùng nhau ngồi đó uống cà phê rồi tán gẫu, rồi các bạn có thể là đem theo sách hoặc là các bạn thể là nghe nhạc. Nó nói chung là một cái không cả khung cảnh rất là thư giãn ở đây các bạn. Và cái quán cà phê này á, thì nó cách trung tâm Đà Lạt, tức là nó cách cái chợ Đà Lạt á, là khoảng 17 cây số các bạn đó. Thì cái view mà mình đi đến cái quán cà phê này á, nó rất là đẹp các bạn. Tức là cái quán này nó sẽ nằm ở dưới cái thung lũng, tức là một cái vị trí thấp. Thì mình ở trên cao, mình sẽ đi xuống cái vị trí thấp, tức là mình đi xuống dốc đó các bạn. Rồi mình đây ở đây nó không phải là một cái đường thẳng các bạn, nó sẽ chạy rất là y, nó vòng quanh những cái đồi á, thì các bạn ngắm cảnh rất là đẹp luôn ha. Đó, xung quanh cái hai bên đường á, người ta sẽ trồng rất là nhiều cây hoa màu, rồi trái cây, rồi hoa đồ ha, rất là nhiều luôn. Và mình thích chụp hình ở đây là vì sao các bạn? Đó là khi mà có ánh nắng á, nó chiếu vào như thế á, thì các bạn có thể vừa thưởng thức cà phê, bạn có thể vừa hưởng được một cái ánh nắng như là dịu dịu mát á. Nhưng mà cái này là tụi mình đi buổi trưa á, thì ánh nắng nó hơi hơi nóng một xíu ha. Thì nếu mà các bạn đi uống uống cà phê thì các bạn nên chọn cái thời điểm vào buổi sáng hoặc là buổi chiều một xíu nha. Nhưng mà tại cái thời điểm mà tụi mình đi tham quan Đà Lạt á, thì buổi trưa và buổi chiều nó hay hay mưa lắm các bạn, cho nên tụi mình sẽ tranh thủ, cho nên cái thời gian này là buổi trưa các bạn, buổi trưa cho nên nó hơi nóng một xíu, rồi cũng không có nhiều khách đến đây ha. Đó, thì ở quán này á, người ta sẽ xây dựng từ cao xuống thấp thấp dần ha. Cái vị trí hồi nãy mà các bạn có thể nhìn thấy cái hồ nước á, đó là cái vị trí mà thấp nhất và nó sẽ gần với cây cối rồi những cái quang cảnh nhất ha. Đó, thì cái vị trí đó rất là đẹp, cái view rất là đẹp luôn. Thì như mình nói là cái quán cà phê này á, nó nằm ở dưới thung lũng, đó, nó xây dựng là những cái bậc thang đi lên ha. Cái này là mình đã quay trở về cái chỗ mà order ban đầu á, tức là mình sẽ đi về đó. Đó, thì mình sẽ quay lại cái chỗ gửi xe ha. Thì cái chỗ Đà Lạt, cái chỗ quán cà phê Mê Linh này, các bạn có thể đi tiếp tới cái Hoa Sơn Điền Trang ha. Hoa Sơn Điền Trang đó là một cái địa điểm rất là hot ha, có nhiều góc chụp hình rất là đẹp mà thu hút rất nhiều giới trẻ để mà tới. Thì từ cái cà phê Mê Linh các bạn có thể đến Hoa Sơn Điền Trang, thì mình nghĩ là nó sẽ thuận thuận đường hơn, thì nó khoảng là 20 phút. Nhưng mà nó tức là cái cảnh đó, cái cảnh mà mình đi trên đường á, nó rất là đẹp luôn đó, tại vì nó sẽ đi xung quanh những cái đồi á, rồi cái Hoa Sơn Điền Trang nó là một cái nơi cao ha, nơi cao hơn cái cà phê này thì nó sẽ là cái nơi thấp, cho nên các bạn sẽ đi từ nơi thấp tới nơi cao đó, bạn sẽ lên dốc và những cái con đường ngoằn ngoèo ôm theo những cái đồi á, thì các bạn sẽ phóng tầm nhìn xuống để mình có thể thấy được là bao quát những cái khu rừng nguyên sinh luôn các bạn. Đó, rất là hùng vĩ ha, và rất là một cảm giác rất là dễ chịu, rất là thoáng mát ha. Tại vì không khí Đà Lạt là các bạn cũng biết rồi ha, rất là mát mẻ, và chính vì thế và người ta cũng rất thích để mà mình đi du lịch ở Đà Lạt ha. Và có lẽ là video sau mình sẽ làm cái Hoa Sơn Điền Trang ha. Hy vọng là các bạn sẽ theo dõi tiếp cái video sau. Và bây giờ là mình cũng soạn để mình đi 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 tới cái Hoa Sơn Điền Trang ha. Thì đây mình sẽ bắt đầu đi lên đây cho các bạn ngắm những xung cảnh xung quanh. Đây đây là những cái vườn hoa mà người ta trồng ha.
và các bạn cũng có thể tới đây để mà mình chụp hình đó. Và bây giờ mình đi tới cái vị trí lấy xe ha. Đây, cái phía bên trái là cái chỗ order đó các bạn, order nước á. Tức là khi các bạn vào thì người ta sẽ các bạn sẽ order nước ngay chỗ đó, người ta sẽ đưa cho bạn cái phiếu và các bạn tính tiền ở đó luôn. Rồi sau đó các bạn cầm cái phiếu đó tới cái quầy nước, rồi các bạn sẽ nhận nước của mình ha. Rồi các bạn cầm ly nước của mình, các bạn sẽ đi dọc theo cái đường hồi nãy đó. Thì nó rất là nhiều cái bàn, thì bạn có thể là chọn cái vị trí thích hợp để các bạn ngồi ha. Rồi, bây giờ mình phải đi đây. Và các bạn nhớ subscribe cái kênh của mình nha, để mà mình đăng lên, tức là các bạn đăng ký cái kênh của mình đó, để mình đăng lên thì các bạn có thể là theo dõi ngay và luôn ha. Hy vọng là cái video của mình sẽ giúp ích được các bạn một xíu gì đó ha. Ok, see you later.